So với các địa phương khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang bị thiệt hại do hạn và xâm nhập mặn thấp hơn nhiều. Ngăn mặn, trữ ngọt hợp lý chính là yếu tố quyết định giúp tỉnh Tiền Giang hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra rất gay gắt. Đến xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, có thể dễ dàng bắt gặp những hồ dự trữ nước ngọt như thế này trên các cánh đồng. Trong bối cảnh hạn hán và xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, thì những hồ dự trữ nước như thế này là kho báu vô giá mà những người nông dân nơi đây đã tự tạo nên. Cái hồ, cái ao này là tôi đào theo tổng giá trị là cỡ chừng là 17 triệu ha, để cứu với cái diện tích hoa màu này. Mà trong cái hoa màu này tôi trồng mỗi một năm 3 vụ, mà mỗi một vụ thì thu nhập, thì nếu mà tôi thu nhập cỡ trên dưới 20 triệu. Cùng với ông Tân thì nhiều người dân ở địa phương cũng đã chủ động đào ao, hồ trữ nước ngọt. Hộ bà Nguyễn Thị Bảy có đến 4 cái hồ nước và cách làm này đã được gia đình bà áp dụng 4 năm nay. Không chỉ cung cấp đủ nước tưới tiêu cho gia đình mà còn giúp đỡ nhiều bà con lối xóm có nước tưới vào mùa hạn và mặn. Tôi cho người ta đem cái công tưa lại đây người ta đặt. Người ta chuyển ống xuống kia người ta tưới dòng người ta. Chứ không thôi là chết, mương cạn là không có nước. Ông hồ của tôi là tôi lấy nước ngọt hồi đó giờ. Thể nước ngọt là tôi bơm ở ngoài kinh bương vô đây tôi để dành tôi dự trữ. Bây giờ người ta nếu trong tên hụt là người ta gánh người ta xài. Do nhận thức được tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng gay gắt, đồng thời cũng là địa phương chịu ảnh hưởng của lũ ở vùng Đồng Tháp 10 tràn về trong mùa mưa hàng năm, tỉnh Tiền Giang đã coi trọng việc xây dựng hệ thống đê bao ngăn mặn. Song song với đó, việc nạo vét thủy lợi nội đồng, tạo thông thoáng kênh mương cũng được quan tâm đúng mức. Chính hệ thống kênh mương đã làm tốt vai trò ngăn mặn và trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. Toàn tỉnh Tiền Giang trong vụ đông xuân xuống giống 29.000 ha thì chỉ có hơn 2.000 ha lúa bị thiệt hại, cho dù hạn mặn xuất hiện sớm và xâm nhập sâu ở đất liền. Qua cái hạn hán năm 2010 đó thì chúng tôi bị coi như là bị thiệt hại rất là lớn. Qua đó thì tỉnh cũng rút kinh nghiệm đầu tư là tập trung cho cái vấn đề thủy lợi nội đồng. Nó vừa tạo điều kiện vấn đề thông thoáng trong dòng chảy nhưng mà tạo lên một cái như cái hồ trữ nước trong cái điều kiện mà ở ngoài xâm nhập mặn thì tạo cái điều kiện là giữ ngọt. Bên cạnh đó chúng tôi có cái giải pháp là phát động nhân dân là nhà nước thì trữ trên kinh, nhân dân thì cử nước trên ruộng. Vụ đông xuân kết thúc, hiện Tiền Giang đang tập trung cải thiện hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ tưới tiêu cho vụ hè thu. Trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm, quy mô lớn như nạo vét kênh 14 là một trong những trục chính của dự án ngọt hóa Gò Công và là dự án lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích sản xuất vụ hè thu thì ở trong dự án ngọt hóa thì nó khoảng 30.000 hecta. Thì cái việc nạo vét cái kênh 14 nó sẽ góp phần là cùng với kênh Sinh Hòa đảm bảo cái nguồn nước tưới cho khoảng 30.000 hecta đó. Còn nếu mình không có nạo vét thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc cung cấp nước. Có thể nói với những địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long như tỉnh Tiền Giang, hệ thống kênh mương chằng chịt thì việc đầu tư cho thủy lợi phải được phát triển đồng bộ. Không chỉ xây dựng các đập ngăn mặn mà việc thường xuyên tu bổ, nạo vét các dòng kênh mương cũng như chủ động đào hồ trữ nước trên chính đồng ruộng là biện pháp hữu hiệu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhất là hạn và xâm nhập mặn diễn ra càng gay gắt như hiện nay.